Chỉ còn vài ngày nữa thôi là đến ngày lễ Giáng sinh 2022. Trên các con đường, các cửa hàng cũng như là các trung tâm thương mại thì đã ngập tràn không khí Giáng sinh với những cây thông Noel được trang trí cầu kỳ và đẹp mắt. Hãy cùng Thanh Nga dạo quanh thị trường đồ trang trí Giáng sinh trên địa bàn thành phố Vinh. Từ đầu tháng 11, nhiều cửa hàng bán đồ trang trí Giáng sinh đã bắt đầu nhập hàng về với đa dạng mẫu mã, chủng loại. Những mặt hàng quen thuộc với nhiều mức giá khác nhau, phù hợp với túi tiền của nhiều khách hàng. Trong ngày Noel thì bên nhà mình cũng mua một cái vài cái cây thông Noel để mà trang trí cho đẹp thôi. Để sao hưởng cái ngày Noel cho không khí cho công ty một tí. Thì mình thấy giá cả nó cũng tương tương nhau thôi, không có gì thay đổi mấy. Năm nay thì em ưu tiên là những các loại hàng hẳn độc đáo hơn. Mặc dù có giá cả nó nhỉnh hơn với mặt hàng bình dân một tí, nhưng mà nó chất lượng hơn và kiểu màu mà đẹp hơn. Hiện đã bắt đầu vào đợt cao điểm mua sắm Giáng sinh. Tuy nhiên, sức mua vẫn chậm so với những năm trước. Một số mặt hàng phổ biến như hạt châu có giá dao động từ 20.000 đồng đến 130.000 đồng một quả, tùy kích thước, chất liệu. Các loại đồ treo khác như giải ruy băng, nơ, ngôi sao có giá từ 10.000 đồng đến 100.000 đồng một sản phẩm. Người tuyết làm bằng xốp, hình nộm có giá dao động từ 250.000 đồng đến 10 triệu đồng một sản phẩm tùy kích thước. Trong đó, cây thông nhựa vẫn được ưa chuộng nhất như mọi năm, do bền có giá khoảng từ 100.000 đến 3 triệu đồng, càng lớn thì giá càng cao. Noel năm nay thì là tình hình là buôn bán là chậm hơn so với mọi năm. Thì như các năm trước thì là cái lượng người khách đến tại cửa hàng này mua là cũng là khá là đông vui và nhộn nhịp. Mà năm nay đến thời điểm hiện tại thì là cái lượng người tham khảo cũng như là mua hàng là ít hơn so với mọi năm, cũng tầm khoảng 50% đó. Có lẽ cũng do tình hình kinh tế khó khăn với lại là kiểu giá của cả cái phụ kiện trang trí năm nay là nó cũng cao hơn năm ngoái một tí. Cùng với mua và bán hàng theo cách truyền thống thì trên các sàn thương mại điện tử, quà tặng Noel cũng rất đa dạng. Giá bán quà tặng Noel trên các sàn thương mại điện tử dao động từ vài nghìn đồng đến vài trăm nghìn đồng một sản phẩm. Những cây tùng thơm được các cửa hàng online đang bán từ rất sớm và cũng được mọi người rất ưa chuộng. Nhiều khách hàng còn đặt mua từ các trang thương mại điện tử của nước ngoài như Amazon, Alibaba, Taobao để có được các sản phẩm trang trí quà tặng Noel đẹp mắt, độc đáo.